đi mãi kiệt sức thì sao? Bây giờ không về nhà tôi, Hân định đi đâu? Anh thôi cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đi được không? Anh coi thường tính mạng của người khác, dám làm mà không dám chịu, gây chuyện rồi chuồn một nước là xong. Giờ anh còn đứng đây ra cái vẻ tử tế với tôi à? Chỉ khiến tôi khốn khổ hơn thôi, anh có hiểu không? Tôi hiểu, tôi rất hiểu. Vậy nên tôi mong Hân hãy tha thứ cho tôi được không? Tôi không phải người giả nhân giả nghĩa như Hân nói đâu. Tôi đối với Hân rất là thật lòng. Về chuyện đó tôi cũng cảm thấy vô cùng ân hận. Chuyện hôm nay cũng vì anh mà ra cả đấy. Mẹ anh đối xử với tôi như vậy cũng vì sợ anh sẽ dây vào tôi đấy. Thế nên làm ơn, hãy tránh xa tôi ra đi. Để mặc xác tôi đi. Hân! Hân! Đưa đồ về thôi! Về! Khổ ra! Mặc xác tôi đi! Mưa tôi đi đâu nữa? Đi về đi! Để tôi yên đi! Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi quen một mình rồi, tôi không cần ai hết. Nhưng mà anh cần em. Hân nâng tay đây. Còn lạnh không? Bây giờ Hân có thể kể cho tôi tất cả mọi chuyện được không? Anh muốn biết chuyện gì? Chuyện mẹ tôi biết Hân là ai từ khi nào? Với cả tại sao mẹ tôi nói Hân muốn trả thù? Chẳng biết kể từ đâu nữa. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn của mẹ tôi, trong tôi chỉ toàn uất hận. Nhất là từ khi tôi biết được nhà anh quyền thế, dùng cả tiền để mua con tốt thí hòng thoát tội. Mọi người đều nghĩ tôi bị thần kinh, nhưng tôi chẳng thấy mình bị làm sao cả. Tôi chỉ đang tập trung lên kế hoạch bắt kẻ có tội phải chịu tội. Chuyện có tốt thí là sao? Một kẻ nào đó đã nhận tội thay anh rồi vào tù đổi lấy tiền, rất rất nhiều tiền.
Tôi chỉ biết chuyện gia đình Hân nhận bồi thường rồi ký vào giấy không truy tố. Còn cái việc có tốt thì hay là Hân bị nhầm lẫn? Giá mà tôi nhầm lẫn thì Nhàn thì ngược với tôi. Dì muốn tôi kết thúc mọi chuyện thật nhanh để có thể sống một cuộc sống bình thường, an yên như những người khác. Nhưng cũng chính vì thế mà làm tôi càng chẳng thể nguôi ngoai. Cũng có thể sau vụ đấy tôi bị đẩy sang Úc luôn, cho nên cũng không nắm được tình hình. Hồi đó tôi đi học cũng chỉ để lên thành phố thi rồi tìm chú Tôn. Tôi vẫn dõi theo gia đình anh qua tất cả các thông tin trên báo. Rồi dường như ông trời cho tôi cơ hội khi biết Hà Vi học chung trường. Kể từ đó, việc vào nhà anh càng trở nên đơn giản. Tôi thực sự muốn biết gia đình anh sống như thế nào sau khi giáng bất hạnh cho người khác. Hân muốn kẻ xấu phải đền tội và muốn gia đình tôi phải trả giá, đúng không? Tôi rất hiểu cảm giác của Hân mà. Nhưng mà sau khi vào nhà anh rồi, mọi thứ không giống như tôi nghĩ. Mọi người trong nhà anh đều rất khổ. Tại sao Hân lại nghĩ vậy? Không phải tôi nghĩ, mà thực tế là thế. Vậy còn cái file ghi âm thì sao? Hân với mẹ tôi đang giấu chuyện gì đúng không? Bố. Con đây ạ. Vâng ạ. Vâng. Bọn con về ngay ạ. Mặt nạ hạnh phúc do Viettel Media sản xuất, phát sóng 20 giờ tối thứ ba, thứ tư, thứ năm trên kênh YouTube Phim 360. Một bộ phim của Viettel Media.